Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi có dịp đến với những tỉnh miền núi phía Bắc thì có một nơi rất đặc biệt mà các bạn có thể khám phá. Ở đó có rất nhiều điều thú vị đang đón chờ, đó chính là những phiên chợ. Và trong ngày hôm nay, tôi cùng người bạn đồng hành của tôi là nữ nhiếp ảnh gia Vân Hương sẽ cùng đi khám phá một phiên chợ như vậy, đó là chợ Săn Hàng, nằm ngay tại trung tâm thành phố Lai Châu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chợ Săn Hàng nhé nhỉ? Vâng, chúng ta cùng đi thôi. Ok. Có thể nói, chợ phiên Săn Hàng chính là một trong những nét sinh hoạt cộng đồng gần gũi, độc đáo của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Tới đây, du khách sẽ được khám phá, tìm hiểu sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc bản địa. Vào mỗi phiên chợ, bà con có mặt từ rất sớm, mang theo những sản vật của núi rừng hoặc những sản phẩm thủ công truyền thống. Chợ bán đủ các mặt hàng từ những sản phẩm thiết yếu cho gia đình tới các món ăn đặc trưng của đồng bào. Theo tôi thì ở trung tâm thành phố Lai Châu mà có một cái chợ vẫn giữ nguyên được cái bản sắc như này thì nó là một điều tuyệt vời đối với du khách tham quan. Lần đầu tiên mình bước chân đến chợ Săn Hàng là mình cảm thấy rất là thích. Không khí rất là vui, nhộn nhịp. Các mặt hàng thì đều đa dạng và phong phú của đồng bào đem đến đây để cho mình được trải nghiệm. Mình cảm thấy rất là hài lòng. Con người thì tình cảm dễ gần và đồ ăn thì rất là phong phú, đa dạng. Chợ Săn Hàng thì mình thấy nó có rất là nhiều những cái nét bản sắc dân tộc ấy. Giữ lại rất là nhiều nên là mình rất là thích lên trên này, thấy bà con đi chợ ấy, mua bán với nhau rất là tự nhiên và dân dã. Cùng tham gia cuộc hành trình khám phá chợ phiên Săn Hàng hôm nay còn có sự đồng hành chỉ dẫn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lò Văn Chiến thuộc chi hội nhiếp ảnh tỉnh Lai Châu, một người con của đồng bào dân tộc Dáy. Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Lò Văn Chiến, chợ phiên Săn Hàng luôn gợi nhớ những kỷ niệm về gia đình với nếp sinh hoạt đặc trưng của đông đảo đồng bào sinh sống nơi đây. Phiên chợ này đã hình thành từ bao giờ thế ạ? Khi chưa giải phóng ở đây đã có chợ. Nhưng ngày xưa thì chợ họp nó lại khác. Chợ họp vào hai con có sừng, con dê và con trâu. Bây giờ họp vào trong hai ngày thôi. Năm 80 ấy, thì khi mình xây dựng được các xã mà để đảm bảo cái lao động tập trung vào sản xuất thì mới huyện mới chỉ đạo là chuyển sang họp ngày chủ nhật, ngày thứ năm. Ví dụ như là khách du lịch mà họ đến đây họ muốn khám phá cái phiên chợ Săn Hàng này thì ông có thể hướng dẫn cho họ là có những cái hoạt động nào? Trang phục với ăn uống là họ thích nhất, họ tập trung vào đấy. Bởi vì những cái ngồi những cái quán ăn kia là toàn mặc những cái trang phục địa phương với lại ăn theo cái khẩu vị của địa phương. Điểm đặc biệt của chợ Săn Hàng là ngoài việc các bạn có thể tìm hiểu về phiên chợ này vào những buổi ban ngày thì các bạn cũng có thể dành thời gian để tới với chợ Săn Hàng thưởng thức những cái món ẩm thực vào buổi tối. Và ngay trong đây thì tôi cùng với nữ nhiếp ảnh gia trẻ Vân Hương sẽ cùng đi tìm hiểu các cái món ẩm thực ở chợ Săn Hàng. Chợ đêm Săn Hàng bắt đầu họp từ 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Ngoài việc phục vụ nhu cầu mua bán, nơi đây cũng là điểm hẹn của nam thanh nữ tú địa phương cùng trò chuyện, gặp gỡ, tâm tình. Bên cạnh các thức quà đặc sản, chợ đêm Săn Hàng còn nổi tiếng khắp vùng, mời gọi du khách gần xa với nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi bổ ích, lý thú. Chắc chắn sẽ tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp, đáng nhớ cho bất cứ ai có dịp ghé qua.